Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: Ra dứa nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp gặp khó do thiếu liên kết sản xuất. Thanh Hóa phát triển chuỗi nông sản thực phẩm an toàn. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn. Từ tháng 7 năm 2023 đến nay, giá dứa nguyên liệu tại Thanh Hóa luôn dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng một cân, cao gấp đôi so với thời điểm chính vụ. Với giá bán này, một hecta dứa sau khi trừ chi phí, bà con nông dân có lợi nhuận trên dưới 200 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, từ khi giá dứa tăng cao, các doanh nghiệp chế biến dứa trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, phải tạm dừng hoạt động do không còn khả năng bù lỗ. Thanh Hóa có 3.700 hecta trồng dứa, trong đó có 1.300 hecta thuộc các nông lâm trường và doanh nghiệp liên kết, còn lại là của các hộ dân. Dứa được trồng tập trung ở các huyện Hà Trung, Yên Định, Ngọc Lặc, thị xã Bỉm Sơn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 nhà máy chế biến dứa hoạt động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tư Thành, công ty cổ phần chế biến nông sản Trung Thành, công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Đồng Xanh và công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu nông sản Việt. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp chưa ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người trồng dứa, chủ yếu mua qua thương lái nên khi giá tăng cao, các doanh nghiệp không thể mua được dứa, buộc phải tạm dừng hoạt động. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, các doanh nghiệp cần chủ động trong xây dựng và phát triển bền vững vùng nguyên liệu bằng cách ký hợp đồng liên kết với người trồng dứa trong việc bao tiêu sản phẩm dứa. Trên cơ sở đó, xây dựng khung giá hợp lý, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người trồng dứa. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường giám sát, quản lý vùng nguyên liệu tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến. Những năm gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng hình thức nhà lưới, nhà màng vào sản xuất nông nghiệp Hình thức này không chỉ đem lại sự chủ động cho người dân mà còn giúp tăng năng suất, chất lượng cây trồng, từ đó nâng thu nhập cũng như góp phần tăng giá trị sản xuất trên địa bàn. Tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 170 ha nhà màng, nhà lưới sản xuất theo công nghệ cao. Việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp đã giúp nhiều lĩnh vực tăng vọt lợi nhuận so với sản xuất theo phương thức truyền thống như lĩnh vực trồng trọt lợi nhuận tăng từ 2 đến 3 lần, nuôi trồng thị sản đạt từ 2 đến 5 tỷ đồng hecta một năm, lợi nhuận lớn nhưng mức đầu tư cao nên việc mở rộng mô hình nhà màng, nhà lưới còn hạn chế. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện kế hoạch số 260 ngày 7 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông minh hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2030, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh cơ giới hóa và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển cây trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn sinh học, giảm tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, chống ô nhiễm môi trường sinh thái. Để góp phần nâng cao năng suất chất lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp, Huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đã tập trung xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng vùng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Huyện Nông Cống đã ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích như hỗ trợ hạ tầng các khu trang trại, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng nhà lưới, hỗ trợ các mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Đến nay, huyện đã tích tụ được trên 1.400 hecta diện tích để xây dựng các mô hình nông nghiệp sản xuất theo hướng công nghệ cao, quy mô lớn. Trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cho giá trị thu nhập từ 200 đến 400 triệu đồng một hecta một năm trở lên. Bên cạnh đó, huyện Nông Cống cũng đã thu hút được hàng chục doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư để thực hiện các dự án lớn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại như dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa tập trung tại xã Yên Mỹ với quy mô 20.000 con, dự án sản xuất cây rau má và cây dược liệu tại xã Tượng Sơn, dự án sản xuất mùn hữu cơ xuất khẩu tại xã Vạn Thắng. Mặc dù chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhưng chăn nuôi lợn đang gặp khó khăn do giá bán thấp, chi phí đầu vào cao và dịch tả lợn châu Phi quay trở lại ở một số địa phương trên cả nước. Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê công bố trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2003. Theo đó, chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tổng số lợn của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 10 năm 2023 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số bò tăng 0,7%, tổng số trâu giảm 1%, tổng số gia cầm tăng 2,9%. Hiện tại đang là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc gia cầm để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ tết sắp tới tuy nhiên chăn nuôi lợn đang gặp khó khăn do giá thịt lợn hơi thấp trong khi chi phí đầu vào cao dịch tả lợn châu phi quay trở lại ở một số địa phương để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ thịt trong nước cần thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp chính sách chống đầu cơ thao túng giá đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng phòng chống dịch bệnh tổ chức hiệu quả việc tiêm vaccine, giám sát phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán vận chuyển lợn trái phép không rõ nguồn gốc, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn trong nước. Thương mại điện tử đã và đang là kênh tiêu thụ nông sản phù hợp với xu thế trong giai đoạn hiện nay. Song để thành công cần sự nỗ lực gấp nhiều lần từ các cấp các ngành địa phương. Thời gian qua những nền tảng thương mại điện tử lớn như Sen đỏ, Tiki đã hỗ trợ hàng nghìn lượt nông dân, hợp tác xã tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên thương mại điện tử. Dù vậy, còn nhiều các hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp không ít trở ngại do hạn chế về công nghệ, khả năng tiếp cận, cách thức quảng cáo, trao hàng, quy trình chụp ảnh, đưa ảnh sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Không chỉ vậy, ban đầu số lượng các đơn đặt hàng ít nên gặp khó khăn trong vận chuyển, nhất là những sản phẩm hoa quả tươi. Các sàn thương mại điện tử là kênh phân phối mới, nhiều ưu điểm và hiệu quả, có tốc độ phát triển nhanh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, muốn phát huy đầy đủ hiệu quả của kênh bán hàng này vẫn cần sự phối hợp hỗ trợ của cơ quan nhà nước, bộ ngành liên quan. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn. Thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã xây dựng được trên 1160 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. Sản phẩm từ các mô hình bước đầu đã tạo được niềm tin của người tiêu dùng đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn nông trang xanh Tâm Thạnh ở xã Nga Giáp huyện Nga Sơn là địa chỉ quen thuộc của nhiều người tiêu dùng thực phẩm an toàn trên địa bàn. Ngoài trang trại có quy mô 30 con lợn nái, 300 con lợn thịt, công ty còn liên kết với nhiều hộ dân để xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn. Hiện công ty đã có hai sản phẩm ô cốp 3 sao là giò và chả Tâm Thạnh. Ngoài cung ứng cho các cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn, công ty đã ký được hợp đồng cung ứng thực phẩm cho 25 bếp ăn tập thể. Cái việc mà sản xuất theo chuỗi thì sẽ giúp cho phát triển kinh tế cho tất cả các cái hộ gia đình trong chuỗi và đặc biệt là các cái chủ thể trong chuỗi thì sẽ có cái quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau hơn. đặc biệt là phát triển theo chuỗi thì sẽ À, cho chúng ta biết được cái nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng và từ cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì à, bà con nhân dân cũng như là các cái bếp ăn tập thể sẽ tin tưởng à, vào các cái sản phẩm này và từ đó sẽ mở rộng được cái mô hình và đây là cái hướng đi rất là bền vững. Đến nay, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 1.162 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn, bao gồm lúa gạo, rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Trong đó, riêng năm 2023 là 120 chuỗi cung ứng ra thị trường trên 571.000 tấn thực phẩm tiêu dùng. Việc xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn đã góp phần thay đổi nhận thức, kiến thức về an toàn thực phẩm, nâng cao kỹ năng quản lý, kiểm soát, nhận diện và đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm của các tác nhân tham gia chuỗi. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của mỗi cơ sở trong việc đảm bảo về chất lượng sản phẩm, tạo nguồn sản phẩm hàng hóa lớn để cung ứng ra thị trường. Bên cạnh các chuỗi có quy mô lớn của các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhiều chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn của các hợp tác xã đã và đang phát huy hiệu quả. Người nông dân được đảm bảo quyền lợi, nâng cao thu nhập từ việc tham gia sản xuất sản phẩm nông sản an toàn. Thì hợp tác xã đã chuyển hướng sang sản xuất lúa gạo hữu cơ và từ cái lúa gạo hữu cơ thì đã nâng cao được cái quy trình canh tác của bà con cũng như cái nhận thức về sản xuất ra cái hàng lúa hữu cơ và từ khi đã sản xuất ra hữu cơ rồi thì giá thành cũng được nâng lên thì người nông dân cũng được hưởng lợi cùng theo cái chất lượng của gạo. Trong thời gian vừa qua thì công ty của phần thương mại sau quê đã đầu tư liên kết với các địa bản trên tỉnh thanh hóa với diện tích là hơn 800 hecta À trong đầu tư liên kết thì công ty của vận thương mại sau quê cung ứng về giống lúa, vật tư nông nghiệp, phân bón cũng như là quy trình canh tác sau đó sẽ bao tiêu lại cho bà con. Thì nhận để nắm bắt được cái xu thế nhu cầu của thị trường thì sau quê cũng định hướng cho bà con để sản xuất phục vụ sản xuất những các, các cái giống lúa ở chất lượng cao để nhà phục vụ những cái nhu cầu của người tiêu dùng. Để phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời ưu tiên các sản phẩm chuỗi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ bà con quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin kính chào và hẹn gặp lại